Chào mừng các em đến với bài giảng năm 2006, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài giảng hôm nay có tựa đề của bài số 1 là bài khái quát về nhà ở. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được vai trò của nhà ở. Ý thân là nêu được đặc điểm chung của nhà ở và nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam. Thì trong các công trình sau đây, công trình nào thuộc nhóm nhà ở để đưa ra 7 tên công trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Thì để trả lời cho câu hỏi này, các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Và câu hỏi nữa, cuộc sống con người sẽ khó khăn như thế nào nếu không có nhà ở? Vậy thì tại Việt Nam, nhà ở có được những gì chung và có những kiến trúc đẹp trưng nào? Như để trả lời câu hỏi đó, các em quan sát một bức tranh sau đây. Trong bức tranh này sẽ nêu được những ý chúng ta cần trả lời trong hai câu hỏi trên. Và để trả lời câu hỏi này thì các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Phần thứ nhất là tìm hiểu về vai trò của nhà ở. Thì chúng ta quan sát một tranh minh họa, chúng ta nói ngày xưa thì con người sống nhờ hoạt động săn bắn hái lượm, và nơi trú ngụ con người thường là các hang đá. Làm việc săn bắn hái lượm những thứ có sẵn trong tự nhiên khiến con người phải di chuyển liên tục từ vùng này sang vùng khác. Như trong hai bức tranh này, nó đó là con người sống trong các hang động, hang đá và săn bắn hái lượm từ những thú hoang, đúng không? Cho nên phải di chuyển liên tục từ nơi này đến nơi khác để tìm những thức ăn, những thú hoang để mà săn bắn hái lượm. Và khi bắt đầu con người biết làm nông nghiệp thì con người ít dịch chuyển hơn, và nhu cầu nhà ở của và ở các khu dân cư sẽ được hình thành. Thì đó là con người sẽ định canh định cư tại những ngôi nhà để mà sản xuất kinh doanh hoặc là sinh sống ổn định là một vị trí. Thì trong nhà ở Việt Nam thì có các loại nhà ở hay một số đặc điểm riêng biệt, giống như là ngôi nhà này, đó là nhà ở thời phong kiến xưa, rồi nhà sàn của các dân tộc thiểu số, nhà ở các khu phố hoặc là các khu biệt thự. Phần thứ nhất là vai trò của nhà ở. Một khám phá như quan sát thành 1.1 và cho biết vì sao con người cần nhà ở. Trong hình 1.1 này có các hình ảnh nhỏ như là 1.1a, ngôi nhà, bên ngôi nhà thì chúng ta thấy bên trước nhà, cổng nhà là có một em bé rất vui mừng để chào đón người lớn, hay có thể là bố anh. Trên tay còn một nhành hoa rất là tươi sáng, tươi đẹp. Anh B đây là một bạn anh của một bữa cơm các thành viên trong gia đình. Hình C, một ngôi nhà dưới tắt ánh nắng chói chang. Hình D một cái khung căn phòng, trong căn phòng có các thành viên đang ngồi trước TV đã xem một chương trình giải trí. Hình E, ngôi nhà trước những yếu tố của thời tiết như mưa to, gió lớn, sấm sét. Hình G là một bạn trai đang làm cũ. Mà thì với nhà năng 6 hình ảnh này nêu lên vai trò gì của nhà ở, vậy vì sao con người cần có nhà ở? Và để trả lời cho câu hỏi trên, câu hỏi khám phá trên, các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Như vậy, nhà ở là một công trình được xây dựng với mục đích để ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hoặc là hộ gia đình. Nhà ở đem đến cho con người những cảm giác thân thuộc, nơi đó mọi người thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem lại cho con người cảm giác thật riêng tư. Mà ngoài cái thứ nhất là vai trò nhà ở, chúng ta sẽ có câu số 1, nhà ở có vai trò vật chất vì sao? Nên đưa ra 4 đáp án, em chọn đáp án nào đúng nhất. Đáp án A,
Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết. Nam B, nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nam C, nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác rất là thân thuộc. Nam D, nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác riêng tư. Và để trả lời cho câu hỏi số 1 này, hãy để lại bình luận. Những cách này để lại bình luận ở bên dưới. Và câu đáp án đúng sẽ có ở trong video tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm chung của nhà ở. Đặc điểm chung của nhà ở thì gồm có phần, thứ nhất là phần cấu tạo. Nhà ở gồm có móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà, cửa ra vào và cửa sổ. Đó là phần cấu tạo của nhà ở. Nhưng qua phần cấu tạo của nhà ở, hãy chú thích các thành phần cấu tạo của nhà ở trong phần 1.2 với 7 cái thành phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong 7 thành phần này, thành phần nào là khung nhà này, tường nhà, mái nhà, vân vân. Mà để trả lời cho câu hỏi này, mình cách là bình luận ngay bên dưới video. Đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Và bên cạnh đó thì chúng ta cho biết thành phần cấu tạo nhà ở trong bên này. Nó có cái thành phần cấu tạo gì. Và để trả lời cho câu hỏi, hãy để lại bình luận người bên dưới video. Câu hỏi số 2, trong vòng vai trò của nhà ở là nhà ở có đặc điểm chung gì? Còn 4 đáp án: A, kiến trúc có màu sắc; B, cấu tạo và phân chia các mục chức năng; C, vật liệu xây dựng có cấu tạo; D, kiến trúc phân chia các khu vực chức năng. Để trả lời cho câu hỏi số 2 này, bằng cách là bình luận ngay bên dưới video. Đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Tìm hiểu mục thứ hai là cấu tạo không gian bên trong của nhà ở. Đó, chúng ta tìm hiểu là vì làm nông nghiệp mà thực phẩm làm ra thì còn nhiều, cho nên ngoài việc xây nhà ở thì con người đã bắt đầu làm nhà để cất giữ thực phẩm này, xây dựng các khu vực để chăn nuôi. Cho nên nhà ở được mở rộng với nhiều chức năng khác nhau. Đó là các khu vực. Người ta phân chia nhà ở thành các khu vực nhà. Vì cách bố trí không gian bên trong nhà ở thường được chia thành các khu vực chức năng như khu vực sinh hoạt chung, khu nghỉ ngơi, khu thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, vân vân. Vậy quan sát hình 1.3, một số cách bố trí không gian bên trong nhà ở lại cho biết trong các khu vực đánh số 1, 2, 3, 4, 5 thì khu vực nào là khu vực nấu ăn, khu vực nào là khu vực vệ sinh, vân vân. Để trả lời câu hỏi này, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đáp án đúng sẽ có ở video tiếp theo. Nhưng ngoài hai đặc điểm trên thì nhà ở còn mang tính chất vùng miền, phụ thuộc vào các yếu tố như là địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa, xã hội. Ví dụ như một số đặc điểm riêng của từng vùng miền như nhà sàn, vân vân. Câu số 3, hãy điền tên những khu vực chức năng trong ngôi nhà tương ứng với những mô tả trong bảng số 1.1. Như trong cái bảng 1.1 này có 3 thứ tự, 1, 2, 3 có 3 nội dung. Và nội dung thứ nhất là số thứ tự của 3 khu vực. Vậy khu vực chức năng là gì? Với mô tả đó là nơi thể hiện niềm tin tâm thần của mọi người. Đó là một trong trong cuộc trong này kêu lên đặt tên một chức năng đó là gì. Một số 2 với miêu tả là nơi thường được bố trí riêng biệt yên tĩnh để ngủ thì nơi này khu vực gọi tên là gì, một chức năng là gì. Một số 3 với miêu tả là nơi để gia chủ tiếp khách với và các thành viên trong gia đình trò chuyện với nhau thì khu vực số 3 này có tên là khu vực chức năng gì. Hãy bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có ở trong video tiếp theo. Câu số 4, hãy sử dụng các đồ vật dưới đây để sắp xếp vào các phòng sao cho phù hợp
với một gia đình, giả sử một gia đình có bố mẹ và hai người con. Những cái đồ vật cũng có như là giường ngủ, giường tăng, tủ quần áo, bếp điện, bàn ghế học sinh, chậu rửa bát, chậu rửa mặt, cây mây, bàn ăn, bàn ghế sofa. Đây là cái sơ đồ của các căn phòng. Giả sử thì gọi đây là phòng khách nè, đây phòng ngủ, đây phòng vệ sinh, đây phòng bếp. Vậy thì các đồ vật này được sắp xếp như thế nào vào trong món khung cho đây? Hãy bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có trong video tiếp theo. Gọi số 5 cho nội dung bài này là hãy chọn những đáp án đúng, có đáp án đúng, những đáp án đúng thì về nhà ở. À, đây không phải chọn là một mà chúng ta có thể chọn hai, chọn ba, bốn đáp án để chọn về 5 đáp án luôn. Trong cái đáp án này, thứ nhất đáp án A, đặc điểm của nhà ở phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý và vùng miền. Đáp án B, các khu vực chức năng trong nhà ở thường được xây dựng cách riêng biệt. Đáp án C, nhà ở một phố thường được thiết kế cấp tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Đáp án D, các không gian trong từng căn hộ nhà chung cư được tổ chức thành không gian công cộng. Đáp án E, nhà sàn các dân tộc miền núi là kiểu nhà được tận dụng trên cái cột phía trên được đất kẻ đất phía gần. Và trả lời câu hỏi này bằng cách bình luận ngay bên dưới video. Mình nào không đúng sẽ có những video tiếp theo. Một thứ hai là một khám phá, quan sát thành 1.4 mà em có thể nhận biết được những khu vực chức năng nào trong ngôi nhà. Ở đây đưa ra 4 cái hình A, B, C, D. Thì trong 4 hình A, B, C, D này thì em hãy nêu tên ví dụ hình A là khu vực nào, được phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ, phòng vệ sinh gì đó, vân vân. Tương tự cái hình C, B và D cũng tương tự. Thì với những đồ đạc hình ảnh này hãy nêu tên khu vực chức năng. Trả lời câu hỏi này mình cách bình luận ngay bên dưới video và đáp án đúng sẽ có trong video tiếp theo. Chúng ta tìm hiểu về sơ qua về lịch sử kiến trúc nhà ở Việt Nam. Về lịch sử kiến trúc nhà ở Việt Nam được tính từ thời kỳ khởi dựng đất nước, thời kỳ vua Hùng trước năm 207 trước công nguyên. Với nền văn hóa văn lang Âu Lạc và với trình độ kỹ thuật đúc đồng nổi tiếng, đó là thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Trong thời kỳ này, qua các di tích khảo cổ, đặc biệt là trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, còn ghi lại những nét sinh hoạt thời xưa và những kiểu loại nhà sàn. Đó là kiến trúc truyền thống lâu đời, phù hợp với môi trường thiên nhiên, đất nước. Và dấu rõ nét nhất của nền kiến trúc của Việt Nam còn để lại đến nay phải kể từ đời Lý, đời Trần, đời Hồ, đời Lê, đời Tây Sơn và đời Nguyễn. Và ngày nay các di sản kiến trúc này đã trải qua những biến động lịch sử của chiến tranh, khí hậu nóng ẩm nên cũng đã từng có tình trạng là không còn nguyên vẹn. Tình trạng hiện nay các di tích này không còn nguyên vẹn như xưa. Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc đặc trưng của nhà ở Việt Nam. Loại kiến trúc thứ nhất đó là nhà ở nông thôn. Đặc điểm của nhà ở nông thôn là một số khu vực chức năng trong nhà truyền thống thường được xây dựng cách riêng biệt. Ví dụ như là khu nhà bếp, nhà kho sẽ được xây dựng cách riêng biệt với khu nhà chính, được riêng ra ở một khu riêng. Và tùy điều kiện của từng gia đình mà khu vực nhà chính có thể được xây dựng 3 gian hay 5 gian. Cái gian này thì còn gọi là ngăn hay là phòng. Các gian nhà thường được phân chia bằng các hệ thống tường hoặc là cột nhà. Như trong mình một cái nem nó nhà ở nông thôn truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ. Chúng ta quan sát cái bức tranh này. Đây là cái nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Đặc điểm của nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Những bức tranh này nó miêu tả đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn Trung Bộ ở miền Trung. Trung Bộ. Và cái hình ảnh này nó miêu tả kiến trúc nhà ở nông thôn Nam Bộ. Loại nhà thứ hai là nhà ở thành thị. Thứ nhất là nhà ở mặt phố. Đặc điểm của nhà ở mặt phố là nhà đô thị với đặc điểm mật độ dân cư cao. Giải pháp kiến trúc nhà mặt phố chú trọng đến việc tiết kiệm đất
tận dụng không gian theo chiều cao, nên thường được thiết kế nhiều tầng. Bên cạnh đó là tận dụng ưu thế mặt tiền. Nhà phố được thiết kế để vừa ở mà vừa kinh doanh. Ví dụ như mình ở hình 1.6, nhà ở mặt phố. Đó là nhà ở chung cư. Nhà ở chung cư được xây dựng để mục đích có nhiều gia đình, phục vụ cho nhiều gia đình. Do đó nhà ở được tổ chức thành không gian riêng dành cho từng gia đình, được gọi là các căn hộ. Mà không gian chung cư có các khu để xe, khu mua bán, khu sinh hoạt cộng đồng, vân vân. Như mình hỏi đây là nhà ở chung cư, chung cư cao tầng, phục vụ cho nhiều hộ gia đình sống chung trong một khu chung cư. Nhà ở này là mình hỏi cho nhà ở của thị trấn. Nhà ở thị trấn. Đây là nhà ở thị xã. Nhà ở thị xã. Kiến trúc đặc điểm của nhà ở thị xã. Đây là nhà kiến trúc nhà ở thành phố. Nhà ở thành phố. Ở thành phố. Đây là kiến trúc nhà chung cư. Các chung cư cao tầng. Như trong phần đặc điểm của nhà ở có ngôi sao khác. Dùng tinh giao bán nhà trên mặt được tinh như sau. Cần bán căn hộ có 2 mặt thoáng, diện tích 79m², có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có 2 tầng phòng vệ sinh và có khu sinh hoạt cộng đồng. Tại cái nhà được bán này có mấy phần chức năng? Tòa nhà này. Trả lời câu hỏi này mình thích bình luận ngay bên dưới video. Mà còn đây là đúng, sẽ có ở video tiếp theo. Một đặc điểm nữa đó là nhà ở mang tính đặc thù riêng biệt ở các khu vực đặc thù. Nhà ở thứ nhất, là nhà sàn. Nhà đặc điểm của nhà sàn là một kiểu nhà được dựng trên các cột phía trên mặt đất, phù hợp với đặc điểm về địa hình, tập quán sinh hoạt của người dân. Với kiểu xây dựng này thì nhà sàn được chia thành hai vùng không gian sử dụng. Vùng thứ nhất là phần sàn, là khu vực sinh hoạt chung, để nấu ăn, để ở. Nhà sàn ở vùng cao, phần dưới sàn thực là nơi cất giữ công cụ lao động. Ví dụ như hình 1.8, nhà sàn ở vùng cao. Đây nhà sàn ở cấp dân tộc thiểu số ở vùng cao. Đây là kiến trúc nhà trong, cũng là đặc điểm nhà ở người ở vùng cao. Đặc điểm nhà đặc biệt nữa đó là nhà nổi. Đặc điểm của nhà nổi là một kiểu nhà được thiết kế có hệ thống phao dưới sàn nhà, giúp nhà có thể nổi trên mặt nước. Nhà có thể di động hoặc cố định, ví dụ như là thành 1.9. Nhà nổi ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì nhà nổi chỉ mang đặc điểm của các nhà ở khu vực sông nước, như đồng bằng sông Cửu Long. Nhà nổi là đặc điểm của nhà nổi. Người ta có thể dùng các ao và các thùng phi để khi đặt xuống nước nó sẽ có nén, sẽ nổi là mặt nước. Nổi là mặt nước thế này. Kiến trúc nhà, số lượng nhà ở vùng miền Việt Nam. Thứ nhất là vùng nhà sàn ở vùng Tây Bắc, đơn giản phù hợp với vùng đồi núi thung lũng, với những vật tư tự nhiên như gỗ, nứa, hỏa tanh và những kỹ thuật xây dựng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Và nhà thứ hai, đặc điểm nhà thứ hai là nhà bắc bộ, mà được căn cố đồng bằng trung du với nội thất gỗ trang trí rất cầu kỳ. Đặc điểm nhà đó là nhà mái lá miền Trung, với kiến trúc hai lớp mái, vật liệu sáng tạo từ đất, tri và lá. Đây là căn nhà rất phù hợp với điều kiện thiên nhiên miền Trung, vừa nắng vừa nóng. Điều thứ hai là nhà ở Nam Bộ. Nhà ở Nam Bộ có đặc điểm là ba gian hai mái, mang đặc trưng cá tính phóng khoáng trong đời sống của nhà Nam Bộ. Nội dung kết nối năng lực, các em hãy sử dụng các phương tiện như internet, qua sách báo để tìm hiểu về đặc điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác nhau của nước ta. Các bộ chúng ta em có thể tìm hiểu được bắc, trung, miền Nam, Nam bộ, Tây bộ, Tây Nam, Nam bộ, Đông Bắc bộ gì đấy.
đã tìm hiểu các địa điểm nhà ở của chúng ta. Và liên tập. Nhà liên tập thì ở nơi em ở có những kiểu kiến trúc nhà nào? Nhà sàn, nhà nổi phù hợp với vùng nào chúng ta? Hãy đã trả lời bằng cách để lại bình luận ở bên dưới video. Là bán đúng sẽ có trong video tiếp theo. Kiến thức vận dụng. Vận dụng thứ nhất, là nhà em thuộc kiểu kiến trúc nhà nào? Mô tả các khu vực chức năng trong ngôi nhà của gia đình em. Vận dụng thứ hai, nêu ý tưởng thiết kế một ngôi